Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đăng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Điều tuyệt vời nào sẽ đến với bạn vào nửa đầu tháng 3 năm 2024 ha Và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Để xem có điều tuyệt vời nào sẽ đến với bạn vào nữa Đầu tháng 3 năm 2024 và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là nhiệt quyết, năng động, tự tin, soi nổi và là những người rất là nhanh nhẹn có thể là bạn đang rất là mong muốn giải quyết xong hoàn thành xong những cái dự án kế hoạch gì đó của mình một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng là một người um, có sự lý trí sự tỉnh táo sáng suốt và có thể đang học hỏi những cái điều gì đó mới mẻ à, đang muốn làm mới bản thân của mình hoặc bạn đang có những ý tưởng mới gì đó và bạn muốn gọi là phát huy triển khai nó các bạn đang gọi là tìm kiếm thêm những cái tri thức kiến thức kinh nghiệm ha, hoặc là có khả năng các bạn là những người cũng có trực giác khá là cao và đang gọi là suy si xét xem mình có nên thực hiện hay không hoặc là mình sẽ thực hiện như thế nào sẽ có những cái bước đi ra sao vân vân các bạn là những người đang cố gắng cân bằng cuộc sống và có rất là nhiều hướng đi con đường và một số bạn có thể là bạn rất là muốn đi làm xa đi du lịch định cư nước ngoài hoặc là một vài bạn ở đây thì có thể là các bạn đang có những cái lịch trình nào đó rồi và các bạn sẽ thực hiện đó các thầy bạn đã lên kế hoạch rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ là lúc mà các bạn sẽ bắt đầu ở trong tháng 3 này các bạn sẽ triển khai nó bởi vì các bạn đã um, giữ vững tinh thần hoặc là bạn đã chuẩn bị xong cái tinh thần cái sức, sức sống của mình rồi ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn rất là mong muốn có một cái tình yêu đẹp ngọt ngào chân thành hoặc là mong muốn mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó có sự gọi là uh, ổn định hài hòa ha hoặc là một vài bạn thì có thể năng là đang chờ đợi tin tức từ người yêu ở xa vân vân rất là mong muốn cái sự gọi là à, xâm hợp đoàn tụ với nhau Tại ừ. Thời điểm này mình thấy có khả năng là các bạn cũng đã nhìn nhận nhiều điều về bản thân của mình Có một cái sự gọi là rút kinh nghiệm hoặc là thay đổi cái cách sống, cái cách ứng xử, giao tiếp của các bạn ừ. Mình thấy các bạn sẽ không để bản thân của mình trở nên quá cứng ngắc hoặc là quá bốc đồng nóng nảy hoặc là có một cái sự con nít nữa các bạn đã có khả năng cũng có nhiều bài học rồi cũng nhìn nhận ra rất là nhiều những ý nghĩa và giờ đây mình thấy có thể là bạn sẽ uh, có sự khôn khéo hơn trong cách uh, giao tiếp ứng xử với người khác cẩn thận trong ngôn từ lại ăn tiếng nói hơn à. và có sự cân bằng điềm tĩnh hơn điềm đạm hơn à, số bạn sắp có những sự hợp tác làm ăn hoặc là có những cái sự kết hợp gì đó À, hoặc là có những dự tính kết hợp với một ai đó cho cái công việc mới của mình ừ. Những điều tuyệt vời này sẽ đến với bạn vào nửa đầu tháng 3 năm 2024 ha có thể các bạn cũng có rất là nhiều những nguồn năng lượng của sự là bị um, mệt mỏi hoặc là bị tắc nghẽn bị bế tắc gì đó nhưng mà trong cái nửa đầu tháng 3 này các bạn sẽ được khai thông ha, sẽ buông bỏ được những cái vấn đề này à, một số bạn ở đây thì có khả năng là có nhiều điều gì đó trong cuộc sống của bạn nó bị tắc nghẽn nó không có được như ý của các bạn hoặc là có một vài bạn thì có khả năng có những cái vấn đề về tiền bạc thì hãy dành một chút thời gian để bạn có thể có một cái sự um, cho chính mình một cái khoảng không gian bình yên thanh thản nhất trong thời điểm này đừng để bản thân của mình cảm thấy quá tiêu cực hoặc là quá mất định hướng ừ. và bạn hãy biết rằng là bạn có khả năng giải quyết những tình huống tưởng chừng như là không thể giải quyết này à, bạn hãy dừng lại và bạn tìm ra các bước hậu cần bạn cần thực hiện và hãy luôn cho bản thân của mình không gian bình tĩnh nhẹ nhàng À, và có một cái sự gọi là sâu lắng. đừng để bản thân của mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái điều tiêu cực bên ngoài hoặc quá nhiều những kịch tính bên ngoài nó khiến bạn mất tập trung vào cuộc sống của các bạn. Ừ, bạn luôn có nhiều lựa chọn cho cuộc sống của mình, bạn có đủ tháo vát và bạn có đủ khả năng để thể tìm ra được cái giải pháp. Ừ. chỉ có mình bạn mới có quyền lựa chọn cái hướng đi cho cuộc đời của mình thôi. À, bất kể bạn đang giải quyết vấn đề gì thì bạn đều có thể thoát khỏi cái bế tắc nha. Ừ. Và mình thấy bạn sẽ thoát khỏi nó hoàn toàn trong cái giai đoạn tháng 3, nửa đầu tháng 3. Đây là thời điểm mà các bạn sẽ có khả năng giải thoát bản thân của mình khỏi những cái chướng ngại vật, những trở ngại cũ. Và bạn có đủ cái sức mạnh để có thể gọi là cho bản thân của mình được tự do, được là chính mình. Uhm, có thể là có điều gì đó trong cuộc sống của bạn, bạn đã có một cái sự sẵn sàng buông bỏ rồi. ha Nó có thể là một công việc cũ, hoặc là một nơi ở, một nơi sinh sống, hoặc có khả năng là một mối quan hệ nó không còn phù hợp. Ừ. và dù ở bên ngoài bạn có những điều gì đó cần giải phóng thì bạn hãy nhớ rằng bên trong bạn cũng cần được loại bỏ ha, những cái điều gì đó mà khiến cho bạn cảm thấy tiêu cực nhất để bạn đạt được cái hạnh phúc và kết quả mà bạn mong muốn ừ. đây là điểm mà phải nhìn vào bên trong xem bạn có bị quấy rầy bởi những kiểu suy nghĩ chỉ trích hoặc là đáng lo ngại hoặc là những cái hành vi không lành mạnh hoặc là những cái sự gây nghiện gì đó hay không Ừ, nếu như bạn đang ở trong cái trạng thái đó thì bạn đang ở trong một cái nguồn năng lượng của sự tự hủy hoại bản thân. À, nhưng cái nguồn năng lượng này bạn có quyền gọi là thay đổi nó. Ừ. Để đến lúc các bạn có sự củng cố kỷ luật mà bạn cần phải buông bỏ. Ừ. Hãy giải phóng bản thân của bạn khỏi những cái con thú bên trong và bên ngoài đang kéo các bạn xuống. Ha. Và mở rộng cuộc đời của bạn cho số phận của bạn nó không còn bị ngăn trở. À, và bạn có được cái cuộc sống mà bạn xứng đáng à, được à, ơn cho anh ban cho các bạn những cái phước lành khi bạn giải phóng được những cái điều xưa cũ những cái gì mà gọi là cái khói tắc nghẽn những cái món đồ cũ bất cứ những cái điều gì mà gọi là cũ kỹ tồn động không còn phù hợp bạn phải dọn đi thì bạn mới có một cái chỗ trống để lắp đầy những cái phước lành mới đến với các bạn được thời điểm này các bạn sẽ có sự thực hiện từng bước một à, để bạn có thể tiến tới mục tiêu của mình bây giờ là lúc các bạn phải xác định cái nhiệm vụ cần thiết để có thể thực hiện cái mong muốn của các bạn rồi à. hoặc là một số bạn các bạn đã tham gia một cái hành trình nào đó rồi thì bây giờ là lúc các bạn phải sẵn sàng xem xét một cái góc nhìn rộng hơn và thử một cách tiếp cận mới ừ, đây là thời điểm tốt để bạn có thể dừng lại và xem xét bạn đang ở đâu bạn à, đến được đây bằng cách nào và bạn muốn đi theo theo cái hướng nào tiếp theo có khả năng một số bạn sắp tới các bạn sẽ có những cái sự thay đổi à, Lành mạnh trong cuộc sống của mình hơn Như là thay đổi về chế độ ăn uống Hoặc là thậm chí những cái sự thay đổi về mặt tinh thần Hoặc có khả năng một số bạn sẽ có sự chuyển sang một công việc mới à, Hoặc là sẽ có sự gia tăng nỗ lực cho sự sáng tạo Hoặc là những cái dự án kinh doanh gì đó của các bạn ừ. Và bạn đang chuẩn bị bước vào những điều chưa biết Vì vậy bạn hãy lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của bạn và tập trung hết cái lòng can đảm của bạn và bạn đã sẵn sàng để có sự thăng tiến rồi đó à, mình thấy trong thời điểm này các bạn sẽ có được những cái khởi đầu mới gì đó à, có được cái điều gì đó lớn lao đang được gọi là diễn ra ừ. và ngoài ra thì mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ có một cái sự kết thúc một cái điều gì đó khác để có thể có được cái khởi đầu mới này ừ. có thể là rời bỏ công việc như mình nói ha, để bắt đầu một công việc mới Ừ. hoặc là có thêm những cái nỗ lực hơn có sức sống hơn giữ sự nhiệt tình hơn hoặc có thêm những cái trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại của bạn ừ hoặc là một vài bạn có thêm những cái mối quan hệ nở rộ trong cuộc sống của mình vì vậy bạn hãy sẵn sàng cho những cái điều thú vị và hãy có một cái sự lên kế hoạch và thực hiện các bước để biến cái điều mà mong muốn trở thành hiện thực hoặc có thể bạn đã hài lòng với hiện trạng và không có sự gọi là muốn thay đổi bất kỳ hình thức nào ừ tuy nhiên hãy luôn mở rộng tầm mắt và trái tim để bạn có cơ hội bắt đầu một cái điều gì đó mới mẻ à. và cho dù bạn đang tham gia vào một cái sở thích sáng tạo hay là bắt đầu những cái thực hành tâm linh thì năng lượng này nó báo hiệu một cái giá trị to lớn cho sự khởi đầu mới này đó mình thấy có thể một vài bạn sẽ có những tin tức liên quan đến con cái hoặc là uh, có một số bạn có thể là bạn sẽ có một cái sự gắn kết hơn với gia đình người thân của các bạn có liên quan đến những vấn đề gì đó trong gia đình của bạn và nó gia tăng cái niềm vui các bạn hơn ừ. hoặc là ở đây thì mình thấy là các bạn có được cái sự gia tăng cái cảm giác tự nhiên vui tươi nảy nở trong lòng của mình hãy lắng nghe tiếng nói của đứa trẻ bên trong các bạn hãy để bản thân của mình nó có sự cởi mở với mọi cách mà bạn có thể tận hưởng cái niềm vui trong cuộc sống những kỷ niệm khiến bạn cảm thấy vui cười hoặc là dành thời gian cho những người khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc à, hãy vui tươi và để đứa trẻ bên trong của bạn nó được bộc lộ đó là một trong những cái điều tốt nhất mà bạn có thể làm để kết nối với cái niềm vui chung à. mình thấy à, thời điểm này các bạn sẽ có một cái sự gia tăng cái sức mạnh của mình ừ. sự can đảm sự dũng cảm các bạn không có còn để những cái nỗi lo nỗi sợ nó quấn lấy các bạn nữa à, đây là thời điểm của sự gọi là phát triển cá nhân của các bạn một cách tuyệt vời nhất ừ bạn sẽ có một cái sự sẵn sàng chấp nhận những thử thách những rủi ro và thử một cái cuộc phiêu lưu mới ừ. nếu như bạn đang nghĩ đến cái việc mà bạn nắm bắt một cái cơ hội gì đó thì đây là điều mà bạn sẽ có một cái sự rồi đối mặt với nó trong cái giai đoạn này ừ. một số bạn ở đây mình thấy cái khả năng là các bạn sẽ có một cái sự công khai cái mối quan tâm mà bạn đang theo đuổi À, hoặc là bạn đang có những cái do dự gì đó ngần ngừ gì đó thì có khả năng các bạn sẽ được chuyển sang cái chu kỳ tràn đầy năng lượng nơi mà bạn có thể cảm nhận được cái sức mạnh của mình một cách sâu sắc hơn à, có một cái cốt lõi sức mạnh đến từ linh hồn dĩnh cửu của chính bạn và bạn có thể cảm nhận được cái lòng dũng cảm vô biên luôn sẵn sàng à, trong trung tâm của trái tim các bạn hãy hít thở thật là sâu và đều đặn và thực hiện cái bước tiếp theo Ừ, bạn hãy tin tưởng vào cái sức mạnh nội tâm cốt lõi này bởi vì nó sẽ hướng dẫn bạn trong khoảng thời gian thú vị này đó đây là thời điểm tuyệt vời cho những cái phước lành cá nhân đang đến với các bạn ừ. các bạn đang được ơn trên chiếu rọi những cái nguồn năng lượng ánh sáng của sự chữa lành cho các bạn đó ừ. nếu như các bạn đang có những vấn đề về sức khỏe là các bạn sẽ được phục hồi hoặc là à, vấn đề của gia đình các bạn cha mẹ các bạn chẳng hạn ừ. sẽ được phục hồi năng lượng và ơn trên sẽ có một cái sự chữa lành hòa hoặc là một số bạn các bạn có sự tận dụng những kỹ năng những khả năng của mình để tạo ra những sự chữa lành mà bạn mong đợi à, vì vậy bạn hãy có ý thức và có sự gọi là trực quan trong cái quá trình tự chữa lành cho chính mình hoặc là chữa lành cho người khác ừ. và nếu như các bạn có những cái vấn đề về tinh thần hoặc là cảm xúc mà bạn đang giải quyết thì hãy cầu xin các thiên thần lấp đầy tâm trí và trái tim các bạn bằng cái tình yêu của sự chữa lành của các ngài ngay cả những cái mối quan hệ cũng có thể được hưởng lợi từ cái sức mạnh đáng kinh ngạc của tình yêu thiên liêng này. À, hãy dành thời gian để tĩnh tâm ha, để thiền định hoặc là dành thời gian để cầu nguyện nhiều hơn và hãy cầu xin sự hướng dẫn và sự chữa lành đồng thời để bản thân của mình có sự sẵn sàng và đón nhận ha. Những cái điều kỳ diệu tìm ẩn trong cuộc sống của bạn nó sẽ đến trong cái giai đoạn này và đồng thời các bạn sẽ kết nối được với những người chủ lành yêu thương trong thế giới tâm hồn hoặc là thiên thần. Đồng thời bạn đừng quên những cái phước lành vô tận đến từ năng lượng luôn hiện hữu của thần thánh dành cho các bạn nha. Và mình thấy có thể là bạn sẽ được kích hoạt cái ngôi đền thiên liêng bên trong tâm hồn các bạn đó. Thời điểm này có thể là bạn sẽ tìm thấy được cái sự cân bằng và có sự kết nối với thần linh mạnh mẽ hơn. À, và ngoài ra thì đây là thời điểm mà các bạn nên đi sâu bên trong nhiều hơn để khám phá cái sức mạnh cá nhân các bạn nơi mà bạn có thể mở được cái kho tiền thiên liêng và kết nối với cái nguồn năng lượng hoặc là cái nguồn thông tin không giới hạn chứa đựng uh, trong cái uh, thư viện của thần thánh. Bất kể những dự án nào mà bạn đang thực hiện bất kỳ những loại thông tin nào mà bạn cần, dù là chủ đề cá nhân, tinh thần, tài chính, y tế, nghệ thuật, vân vân, à, thì câu trả lời bạn tìm kiếm đều có sẵn cho bạn thông qua hồ sơ Akashic. Thậm chí các thiên thần sẽ có sự đẩy những cái nguồn thông tin cần thiết cho các bạn Một cách vô tình các bạn nhận được hoặc ai đó sẽ mang đến cho các bạn Khi mà bạn kết nối với cái nguồn tinh thần mạnh mẽ này Thì bạn sẽ thấy tất cả con đường trong cuộc đời của mình nó đều mở ra với rất là nhiều cơ hội à, Và bạn đang ở trong thời điểm đã sẵn sàng rồi Vậy bạn hãy nên dành thời gian để kết nối, để thiền định, để đi sâu bên trong của mình để khám phá những cái sự gọi là tốt đẹp bên trong mình Và có sự kết nối với thần thánh thông qua uh, Cầu nguyện, thông qua cái trực giác của các bạn Và thông qua cái niềm tin tưởng các bạn Và các bạn sẽ ngạc nhiên trước cái năng lượng Và những cái thông tin quan trọng mà bạn tìm thấy ha, Trong khoảng thời gian này đó Những điều tuyệt vời sẽ đến với bạn vào nửa đầu tháng 3 2024 là gì? À, ở đây mình thấy các bạn có sự đổi mới sự thức tỉnh ha sự gọi là làm mới bản thân hoặc là có được cái sự tha thứ từ người khác hoặc là bạn có được cái sự gọi là tha thứ cho chính mình ừ, bạn tha thứ cho người khác và các bạn không có còn quan tâm đến những cái điều gọi là khiến cho bạn cảm thấy mỏi mệt nữa các bạn sẽ tập trung hơn vào sự nghiệp của bạn các bạn lên kế hoạch à, các bạn có sự tận dụng những cái kỹ năng tay nghề cái sự khéo léo và sự sáng tạo sự thông minh của mình để có thể hoàn thành xong những dự án những kế hoạch gì đó mà nó sẽ mang đến cho các bạn những cái giá trị cao về tài chính các bạn khả năng cũng sẽ có một cái sự phục hồi về sức khỏe nè, về sức mạnh về ý chí nè, các bạn được ân trên ập xuống cho các bạn những cái nguồn năng lượng hoặc là những cái sự gọi là thông thái, sự sáng suốt, ừ. sự bình tĩnh, hài hòa. Một số bạn các bạn có sự kết nối với thiên nhiên cây cỏ động vật rất là nhiều trong thời điểm này. Ừ hoặc là bạn có khả năng vô tình xem được những cái video liên quan đến động vật rất là nhiều, có khả năng là liên quan đến ngựa với lại sư tử rồi đó. Toàn là những con vật của một cái sự gọi là nhiệt quyết sự năng động, sự mạnh mẽ, sự kiên cường và không dễ dàng khuất phục. Ừ. Mình thấy có khả năng các bạn cũng sẽ nhắm được những mục tiêu phía trước và các bạn sẽ được hướng dẫn để bạn có thể đi đúng cái mục tiêu của hành trình của các bạn. Và những cơ hội về tài chính được mở mang cho các bạn. Mình thấy có khả năng nguồn tiền đang đến với các bạn khá là nhiều có thể là những vấn đề như tiền lương, tiền thưởng là những đầu tư hoặc là có những cơ hội kiếm tiền được mở rộng các bạn. Tuy nhiên có một số bạn ở đây mình thấy các bạn đừng sống hòa trong quá khứ. Ha, hãy tập trung sống ở hiện tại, đừng để những mất mát gì đó trong quá khứ nó nó chưng chân các bạn. À, thời điểm này là nên tập trung ha. những cái điều mà mình có thể gọi là nắm giữ được hoặc mình có thể thay đổi được. Ừ, cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ, cố gắng tìm ra cho mình cơ hội, bởi vì cơ hội đang ở phía sau lưng các bạn nếu như các bạn biết gọi là ừ, hướng về tương lai hướng về cuộc sống hiện tại của mình ừ. một cái tương lai phía trước à, đang mở ra các bạn một cái tương lai có sự chắc chắn sự bình vững sự ổn định sự kiên cố đang mở ra các bạn ừ. cho nên là bạn cần phải buông bỏ à, buông bỏ những gì không cần thiết ừ. và rút kinh nghiệm cho bản thân của mình về những gì đã qua để sau này mình không có phạm một cái lỗi sai như vậy nữa à. Một số bạn ở đây thì có thể là các bạn có những cái vấn đề gì đó mà liên quan đến một mã ông bà có thể là muốn sửa sửa ha, muốn sửa sang gì đó hoặc là bạn có sự thăm ông bà tổ tiên hoặc là có những cái sự kết nối với ông bà tổ tiên khá là nhiều trong thời điểm này thông qua những giấc mơ ừ. Ngoài ra thì có một số bạn ở đây mình thấy, thấy là bạn sẽ tìm ra được cái sứ mệnh cuộc sống và bạn sẽ bắt tay vô hành động để thực hiện được sứ mệnh của mình ừ. có một số bạn các bạn chạy xe quá nhanh thì hãy cẩn thận tiết chế lại để tránh gây tổn thương cho bản thân hoặc những người khác à, hoặc làm bất cứ điều gì các bạn cũng phải có sự bình tĩnh các bạn có rất là nhiều con lá số 2 ở đây cho nên hãy cân bằng là cái điều các bạn cần phải thực hiện cân bằng hài hòa ha các bạn có thể thấy rất là nhiều con số lập là hai 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 đó ừ. và bạn hãy biết rằng À, những gì bạn thực hiện nó sẽ có sự gọi là đầu xuôi đuôi lọt ha mọi thứ rồi sẽ hoàn thành thôi tuy nhiên cần có sự kiên nhẫn kiên trì cần có thời gian học tập phát triển nghiên cứu à, nâng cao ừ. và um, tránh đôi co cãi cọ với người khác ha thời điểm này thời điểm kiếm tiền chứ không phải là kiếm chuyện nữa rồi ừ. kiếm chuyện mất thời gian thì chẳng giữ ích được gì cho mình cả mà chỉ khiến cho bản thân của mình càng rơi vào cái sự gọi là mỏi um, mệt và có sự bế tắc mà thôi. Ở điểm này các bạn nên có một sự âm thầm lặng lẽ thực hiện những cái dự định kế hoạch của mình. Ừm. Và trong một khoảng thời gian thôi các bạn cũng sẽ tìm được cho mình một cái hướng đi rõ ràng hoặc là sẽ có được những cái thành quả xứng đáng. Nhưng mà cần phải củng cố quyết tâm à, và khiêm tốn trong thời điểm này. Thực hiện bất cứ điều gì đừng có nói trước bữa hôm tới đâu ha. À, mình cứ lặng lẽ mình làm. Tới khi nào nó thành công thì tự khắc mọi thứ nó sẽ ồn ào thôi. Và giai đoạn này thì mình thấy có thể một số bạn các bạn có sự gắn kết gặp gỡ một cái đối tượng may năng lượng nam người này có thể là một người dẫn đường, một người chỉ lối, một người dẫn dắt hoặc có khả năng là một cái người liên quan đến công tác cộng tác hoặc là liên quan đến tình yêu dành cho các bạn nữ. À. mình thấy là như vậy hoặc là có khả năng là một cái người bạn mới, một cái người đồng hành, một cái người đồng nghiệp mới. À. ngoài ra thì mình thấy có một số bạn các bạn sẽ có một sự nâng cao được cái đức tin, Sự mạnh mẽ của mình Và như mình nói thời điểm này không nên vội vàng hấp tấp Thì rất là dễ gây ra cái sự gọi là hư bột hư đường ha. Gây ra cho mình cái nỗi buồn đó ừ. Cứ từ từ rồi cháu cũng như thôi à. Bất cứ khi mà mình muốn nóng giận là các bạn phải ngừng lại Dài giây để mình thích thở Uống nước một cái rồi tỉnh táo Để mình không có sự gọi là đưa ra những hành động Bốc đồng rồi ảnh hưởng đến cả cái Uh, cuộc sống của các bạn. một số bạn các bạn có lá đời xanh nè. À, sau những cái thử thách khó khăn trở ngại thì các bạn cũng sẽ có được những cái giây phút của sự tích cực, sự thành công, sự hạnh phúc, sự ấm áp, sự chiến thắng, sự giác ngộ, sự mạnh mẽ, sự may mắn à, đến với các bạn ha. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Để xem coi à, Điều tuyệt vời nào sẽ đến với bạn vào nửa đầu tháng 3 năm 2024 Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 bạn tụi 2 là những người đang ở trong cái trạng thái khá là mỏi mệt, uể oải, hơi chán một cái điều gì đó hoặc là có một cái sự thất vọng cái điều gì đó đã diễn ra. Ừ. Rồi điểm này có một số bạn cũng hơi bị bệnh nữa ha, sức khỏe không được tốt cho nên cũng rất là muốn có thời gian để nghỉ ngơi để cân bằng để lùi lại. Ừ. các bạn là những người rất là lạc quan luôn hướng về phía trước là những người luôn tỏ ánh sáng tích cực hoặc là luôn lan tỏ những niềm vui hạnh phúc cho người khác nhưng mà đôi khi có khả năng hiện tại các bạn đang bị kiệt sức các bạn có thể là những người cho đi quá nhiều à, cho nên các bạn phải cân bằng trở lại à, cân bằng giữa sự cho đi nhận lại để bản thân của mình không có bị đuối bị kiệt bị mệt mỏi ừ. và bạn được khuyến khích hãy kiên nhẫn và kiên trì hãy bình tĩnh một số bạn đang thực hiện một cái điều gì đó mà bạn cảm thấy nó nó có sự dậm chân tại chỗ không thấy bước tiến gì cả cho nên bạn cũng cảm thấy hơi chán à, tuy nhiên mình thấy có thể là cái vấn đề của bạn nó sẽ được hoàn thành sẽ được trọn vẹn thôi nhưng mà cần có thời gian à, cần có quá trình chứ không thể nào gọi là nhanh gọn lẹ được đâu cho nên là mình hãy biết chấp nhận và dịch ra cái khoảng thời gian đúng đắn à, biết chấp nhận thời điểm đúng lúc phù hợp thì lúc đó bạn sẽ không còn để những cái sự tiêu cực nó ảnh hưởng hoặc là bạn có một cái sự không có bị uh, dừng chân tại chỗ uh, dừng chân uh, nửa chừng kiểu vậy uh, làm bất cứ điều gì cũng vậy cũng phải có thời gian mình cũng phải quy định một khoảng thời gian nào đó mình mới có được cái trái ngọt à, giống như mình trồng cây mình cũng quy định ừ trong dòng uh, thời gian nào đó mình sẽ có được cái sự gọi là thu hoạch chứ không thể nào gọi là mong chờ nó đến với mình nhanh uh, mình kiểm soát quá nhiều thì có khả năng khiến mình thất vọng uh, mình có sự bỏ bê cái vấn đề mà mình đang gọi là ấp ủ ha kiểu vậy một số bạn ở đây đang học ngoại ngữ ha, đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn hoặc là các bạn đang chờ đợi một cái tin tức gì đó ở nước ngoài à. hoặc là đang chờ đợi một cái sự xâm hợp với người thân ở nước ngoài chẳng hạn ở đây mình thấy có thể là các bạn đang cố gắng chăm bị hết sức mình nâng cao tay nghề kỹ năng hoặc có sự cố gắng sửa chữa hoàn thiện bản thân của mình để có thể gia tăng tài tài chính nhiều hơn một số bạn thì có khả năng là các bạn cũng là một người khác tay hay làm ha đang trong cái quá trình gọi là trao dồi và nâng cấp ừ. thì cái sự kiên nhẫn kiên trì của bạn sự cố gắng của bạn cũng sẽ có được cái những cái thành quả xứng đáng mà thôi à. bạn là người cực kỳ sáng tạo và độc đáo ừ. và những gì mà bạn gọi là xây dựng sẽ được công nhận ha và luôn giữ dự vững cái khí thế của mình, à, đừng để những cái uh, sự gọi là áp lực ở bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần cũng như cái uh, hành trình của các bạn quá nhiều. Rồi để mình xem miễn điều tuyệt vời này sẽ đến với bạn trong giai đoạn uh, nửa đầu tháng 3 năm 2024 ha. có thể một số bạn các bạn đang trong cái giai đoạn của sự bí bách à, sự mất mát gì đó cho nên nó khiến cho bạn cảm thấy mỏi mệt và ừ. âu sầu hoặc là kiệt sức đuối sức nhưng mà không sao trong tháng 3 này à, mọi thứ nó có sẽ có một cái sự gọi là rời khỏi bạn ừ. những tiêu cực gì đó nó sẽ có sự khiến cho bạn cảm thấy được trút bỏ gánh nặng Được tự do khỏi những cái điều khiến bạn cảm thấy buồn phiền, nhức nhói Một số bạn có thể là các bạn đã hoặc đang đối mặt với những cái tổn thất về tài chính Hoặc là có những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn nó có sự gọi là chia rẽ Hoặc là mâu thuẫn Hoặc là ai đó rời khỏi cuộc sống của các bạn Hoặc là một số bạn có khả năng có những cái sự đầu tư bị thua lỗ Ừ À, hoặc là trong thời điểm này có khả năng một số bạn có những cái điều gì đó mà bị mất cấp vân vân Nói chung bạn có những cái điều khiến bạn cảm thấy rất là mỏi mệt và tiêu cực Và các bạn đang muốn, rất là muốn dành thời gian để cho bản thân của mình được uh, cân bằng lại ừ. Và điều quan trọng của các bạn là phải có sự giải quyết khó khăn bằng cái sự bình tĩnh và sáng suốt với cái lòng yêu thương bản thân của mình ừ. Và hãy chúc những cái nỗi buồn, nỗi giận của bạn vào nhật ký à. Khi mà bạn làm như vậy thì bạn sẽ có khả năng là giải phóng được những năng lượng tiêu cực. Hãy hướng tới những cái người hỗ trợ và những cái hoạt động thú vị trong cuộc sống của các bạn. Và hãy để bản thân của mình từ từ kiểm soát và lấy lại cái sức mạnh cũng như sự bình yên trong tâm hồn. Hãy cho bản thân mình thời gian và biết rằng tâm hồn của bạn cần phải có một cái sự gọi là cân bằng và thảnh thơ trở lại. Và một cái điều gì đó tốt đẹp hơn đang đến với các bạn rồi một số bạn nếu như các bạn chưa trải qua cái vấn đề này thì trong cái giai đoạn đầu tháng 3 này các bạn cần phải hết sức bình tĩnh, suy xét cân nhắc để tránh có những cái cám dỗ, lừa đảo lợi dụng, à, rồi khiến cho bản thân của mình bị thất thoát, ừ. bảo vệ tài chính tài sản của mình thật là tốt, à, cũng như sức khỏe ừ. và hãy có sự gọi là biết uh, khóa cửa nhà cửa xe cẩn thận khi mà bạn uh, đi một nơi nào đó chẳng hạn, vân vân. Ừ nói chung thời điểm này không nên đầu tư rủi ro hoặc là nghe những cái lời qua Mỹ quá nhiều để bản thân của mình bị tổn hại ha. Ừ. Thời điểm này có thể một số bạn có những cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn nó được bộc lộ ha. Có thể là bạn sẽ phát hiện ừ, ai đó không có tốt như bạn nghĩ hoặc là ai đó đang cố gắng gọi là chống lại các bạn hoặc là cạnh tranh các bạn hoặc có những người có sự thao túng uh, tinh thần tâm lý các bạn. Ừ. Một số bạn ở đây thì như mình nói cẩn thận với những cái người gọi là phản trắc à, có sự gọi là lừa dối hoặc là gây cho bạn cái sự gọi là à, buồn bã ha, phiền não dù cho mọi thứ như thế nào thì bạn có thể tự mình đứng lên được à, bạn xứng đáng nhận được cái sự trung thực tôn trọng và sự hỗ trợ ừ hãy có những cái điều này à, dành cho chính bạn và yêu cầu người khác hãy làm những điều tương tự như bạn muốn là có sự trung thực và rõ ràng ừ. khi mà bạn có sự rõ ràng và trung thực bạn kỹ càng kỹ lưỡng và bạn không có để người khác có thể thao túng hoặc là nắm à, cái sự gọi là cầm quyền và có sự kiềm hãm các bạn bởi những cái lời khắc nghiệt tiêu cực từ họ thì bạn sẽ thu hút được sự ủng hộ ngày càng tăng ha, cho bản thân của bạn và những cái điều này sẽ có sự loại bỏ khỏi cuộc sống các bạn à, Có khả năng một số bạn đã gặp rồi hoặc là chưa gặp nhưng mà tất cả những cái sự mất mát, sự hai mặt, sự phản bội gì đó nó sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn. Ừ. Trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 3 2024 này. À, có thể là một số bạn các bạn sẽ rời khỏi công việc cũ hoặc là các bạn rời khỏi một mối quan hệ không phù hợp với bạn hoặc là rời khỏi một cái khuôn mẫu bên trong gì đó những cái niềm tin hàng hạt của chính bản thân mình để bạn có thể đạt được những hạnh phúc và kết quả mà bạn mong muốn ừ. hãy nhìn vào bên trong của bạn xem bạn đang có bị cái sự quấy rầy bởi những cái suy nghĩ tiêu cực gì hay không hoặc là những cái chứng nghiện ngập gì hay không khi ừ. mà bạn có một sự gọi là tự hiểu về chính mình rồi bạn sẽ không để những cái nguồn năng lượng quỷ hoại nào đó tiêu cực nào đó ảnh hưởng đến cái rung động của các bạn đến cái tần số của bạn ừ khi mà bạn có sự gọi là vượt qua được những điều này thì cái tần số của bạn nó được nâng lên ừ. đã đến lúc các bạn có sự kỷ luật bản thân của mình à, để giải phóng bản thân khỏi những cái điều nghiệt ngã bên trong và bên ngoài đang kéo các bạn xuống và mở rộng cuộc đời của bạn cho những cái điều à, tốt đẹp ừ. và ngoài ra bạn đang có những cái mục tiêu gì đó hướng tới thì bạn cần phải thực hiện từng bước từng bước một mà để tiến về phía trước ừ. bây giờ là lúc các bạn nên xác định cái uh, nhiệm vụ cần cần thiết của mình những những cái điều cần thiết những cái điều cụ thể để bạn có thể thực hiện biến ước mơ trở thành sự thật yeah. một số bạn nếu như bạn đã tham gia một cái quá trình uh, cũng lâu rồi để biến ước mơ của mình trở thành sự thật nhưng mọi thứ nó có sự chậm lại thì bạn hãy có một cái sự xem xét một cái góc nhìn rộng hơn để thử một cách tiếp cận mới hơn uhm. đây là thời điểm mình nên uh, dừng lại để xem mình đang ở đâu mình đang gọi là mong muốn đi theo con đường nào À, và cái bước tiếp theo của mình phải thực hiện ra sao ừ. à, Một số bạn sẽ có những cái thay đổi về chế độ ăn uống nè Hoặc là những cái sự thay đổi về mặt tinh thần Hoặc là các bạn có thể có sự chuyển sang một cái công việc mới Hoặc là có những cái nỗ lực sáng tạo Hoặc có những cái dự án kinh doanh gì đó Hoặc là đến một cái nơi ở mới Cái nguồn năng lượng bên trong của bạn nó đang hoạt động ha. Và bạn đang có sự gọi là sẵn sàng để chuẩn bị Bước vào cái giai đoạn các bạn chưa biết à, Hãy lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của mình và tập trung hết cái lòng can đảm của bạn Và bạn đã sẵn sàng để thăng tiến rồi đó Và bạn sẽ có một cái sự kết nối mạnh mẽ Với các thiên thần Sự hướng dẫn từ các ngài dành cho các bạn Trong thời điểm này Có um, sự nỗ lực từ các ngài Để giúp cho các bạn có khả năng Hoàn thành cái mục tiêu của mình ừ. Các thiên thần đang giúp cho bạn Có thể nâng cao cái nguồn cảm hứng Vô cùng quý giá đó Nếu như bạn đang thực hiện những dự án sáng tạo gì đó Thì chỉ cần bạn có những cái ý tưởng thì cái thiên thần sẽ thúc đẩy để giúp đỡ các bạn phải thực hiện ý tưởng đó ra sao ừ, các bạn đang được ân uh, trên kết nối với bạn bằng cái nguồn năng lượng của vũ trụ và có những cái thông tin thiêng liêng uh, tồn tại xung quanh các bạn à, vì vậy các bạn đang tìm kiếm thông tin gì đó đang bị bí bách gì đó về mặt ý tưởng thì sẽ được cái thiên thần hỗ trợ ha để bạn có sự bỏ lại phía sau những cái sự nhầm lẫn đen tối để bạn có được những hiểu biết sâu sắc mà bạn cần vào lúc này các bạn đang được ân uh, trên thắp sáng cuộc đời các bạn và ngoài ra thì các bạn có được cái sự giúp đỡ thiên thần raphael uh, thiên thần hỗ trợ các bạn về vấn đề tình yêu sự chữa lành con cái và các mối quan hệ vì vậy bạn hãy mời cái sự hiện diện của ngài để giúp cho bạn có thể giải quyết các vấn đề về tình yêu và những mối quan hệ của bạn cũng như mang lại cái sự chữa lành về thể xác mà bạn mong muốn uh, năng lượng của thiên thần rất là mạnh mẽ uh, và người sẽ có giúp cho bạn có sự mở rộng trái tim và cuộc sống của mình cho sự giúp đỡ đầy yêu thương của thiên thần Raphael và phép màu bạn tìm kiếm đang ở gần hơn là các bạn nghĩ đó và ngoài ra các bạn còn có sự gọi là tương trợ của thiên thần Michael à, chạm vào cuộc sống của bạn bằng sức mạnh và sự ổn định ừ. một số bạn các bạn đang trải qua một tình huống bạn cảm thấy như mình mất đi cái sức mạnh mất đi cái quyền lực à, nhưng bây giờ là lúc để các bạn có thể xoay chuyển được tình thế hãy nhờ thiên thần Michael giúp cho bạn giải quyết những cảm giác bất an dù là về thể chất, cá nhân hay là tài chính. Đây là thời điểm có những cái thay đổi lớn. Hãy tin vào chính mình và hành động vì chính mình. Và thiên thần sẽ truyền cho bạn cái sức mạnh cần thiết để dương lên. Và thiên thần Gabriel có một cái sự gọi là hỗ trợ cho bạn trong quá trình giao tiếp. Hỗ trợ cho bạn có những cái dự án sự nghiệp giao tiếp phát triển. Và ngài giúp cho bạn có thể thay đổi cách nói chuyện của mình. À, giúp cho bạn có khả năng gọi là hoạt ngôn hơn hoặc sử dụng được những cái ngôn ngữ của sự lạc quan và bạn hãy biết rằng mình xứng đáng được ơn trên uh, mang đến cho bạn những phước lành uh, mà bạn có được và thiên thần sẽ giúp cho bạn có được những ngôn ngữ yêu bản thân uh, hoặc là giúp cho bạn có khả năng um, biến những cái điều mà bạn mong muốn trở thành hiện thực uh, và ngài có sự trao quyền cho các bạn để bạn có thể liên đến tiếng nói chuyện với người khác uh, một số bạn ở đây nếu như bạn có thói quen im lặng hoặc thậm chí nếu bạn chỉ có điều gì đó chỉ cần bày tỏ uh, mà đôi khi các bạn khó có thể mở lòng uh, các bạn có sự hơi rụt rè tự ti trong đám đông hay gì đó thì trong thời điểm này các bạn sẽ được ơn trên thiên thần Gabriel hỗ trợ để bạn có thể nói lên những đời hay ý đẹp hoặc là những cái sự gọi là khôn khéo hơn trong cách giao tiếp ứng xử và được người khác rất là ủng hộ nồng nhiệt. Và hãy có một cái sự chuẩn bị để nói lên sự thật của mình. Hoặc là một số bạn các bạn đang trong quá trình luyện tập để có thể nói hay hơn cho chảy hơn, à, thuyết phục hơn, thì các bạn đang được thiên thần Gabriel và thiên thần Michael hỗ trợ để bạn có sức mạnh, có sự tự tin, à, có sự dũng cảm và có sự khéo léo trong cách giao tiếp um, truyền đạt. ha Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có được những cái sự à, à, gần gũi kết nối với những cái thành viên trong gia đình hoặc là kết nối với à, thần thánh nhiều hơn trong thời điểm này đó. Um ngoài ra một số bạn thì có khả năng các bạn đang được ơn trên đổ xuống cho bạn rất là nhiều những thông tin những kiến thức mà bạn cần anh có khả năng là gấp đôi đó tất cả những cái sự khôn ngoan bạn cần đều có thể được gọi là mang đến cho các bạn thông qua cái sự gọi là thông thái và sự gọi là khôn ngoan cũng như những cái sự gọi là yêu thương sự chỉ dẫn từ các thiên thần xung quanh cuộc sống các bạn và điều gì đó đang diễn ra trong cuộc sống của bạn có thể là cần lời khuyên từ ơn trên ha. và các bạn có những cái vấn đề gì đó mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình bản thân hoặc người khác thì cũng đang được ân trên củng cố giúp cho bạn có sự chữa lành ừ. hoặc là có khả năng có một cái người bạn tinh thần nào đó có thể đưa ra cho bạn những cái lời khuyên liên quan đến cái những vấn đề mối quan hệ vào lúc này nha hãy có sự cầu nguyện cầu xin sự giúp đỡ thì bạn sẽ có được những cái sự gọi là hỗ trợ à, Theo vô số cách bạn không có người tới ừ. Ở đây mình thấy khả năng đây là thời điểm các bạn sẽ có sự tăng tốc đó ừ. Hãy lên kế hoạch và hành động đi ha à, Có thể các bạn có những cái thử thách Hoặc có những cái uh, sự thi đua gì đó ừ. Nhưng hãy lên uh, cho mình những cái kế hoạch rõ ràng Và có những hành động thiết thực quan trọng Ừ một số bạn có thể năng là sẽ có những chuyến đi hoặc là những cái sự di chuyển. Hãy tận dụng cái nguồn năng lượng tăng tốc này để đạt được cái mục tiêu các bạn. Và hãy ưu tiên nó ngay bây giờ. Và nếu như bạn cần lập những cái chiến lược, lập kế hoạch cụ thể thì bạn hãy nhớ sớm tiến hành những sự chuẩn bị đó. Và sau đó hãy thực hiện các kế hoạch đó bằng hành động tập trung và thường xuyên theo hướng mong muốn của các bạn khi mà bạn tham gia vào cái sự gọi là nguồn năng lượng này thì vũ trụ sẽ có sự gọi là coi trọng bạn và đáp lại những mong muốn các bạn ừ. đây là thời điểm các bạn có sự lắng lắng lòng lại để suy nghĩ bắt tay vô hành động và xây dựng một cái đường hướng tương lai ha phải có một cái bản đồ riêng cho chính mình hãy tin vào chính mình và cho phép cái năng lượng của niềm tin đó đưa bạn tiến về đích ừ. Và ở đây mình thấy sau cái quá trình nỗ lực cố gắng các bạn ha và có sự gọi là hợp tác với ơn trên uh, và có sự có niềm tin tưởng uh, mạnh mẽ trong cái hành động của mình, sự cố gắng của mình các bạn có được cái thành tựu to lớn nè. Great right achievement ha. Ừ. Một cái thời điểm các bạn sẽ có được những cái uh, sự gọi là gặt hái những cái uh, dự án được hoàn thành ha hoặc là có được những thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Mọi thứ có những cái triển vọng tốt đẹp. Ừ có thể là các bạn có được những cái triển vọng tốt đẹp liên quan đến tiền bạc hoặc là công việc hoặc là một cái dự án sáng tạo hoặc là gia đình tổ ấm của các bạn nó được gọi là hài hòa và gắn bó dù đó là gì đi chăng nữa thì bạn hãy có một sự tận hưởng cái thành quả lao động của mình à, mặc dù thì đỉnh cao thành tựu của bạn nó đã gần kề nhưng mà bạn vẫn còn một số việc các bạn cần phải làm đó à, giống như bạn có một cái sự à, tổ chức buổi tiệc thì cần phải có thời gian chuẩn bị bữa tiệc, cần có thời gian có kế hoạch rõ ràng. Hãy để bản thân của mình vượt qua những việc chưa hoàn thành một cách bình yên và vui vẻ, đồng thời tiếp tục mang lại hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày của mình. À, cái thành tích mà bạn có được sẽ mang lại cho bạn cái sự thỏa mãn to lớn, nhưng bạn hãy nhớ rằng cái niềm vui hàng ngày của bạn cũng là một cái bữa tiệc. ha Những điều tuyệt vời này sẽ đến với bạn vào nửa đầu tháng 3 năm 2024 các bạn sẽ có một cái sự gọi là tập trung hơn cân bằng hơn các bạn tập trung vào những gì thực sự quan tâm những gì thực sự quan trọng với mình hơn à. một số bạn có khả năng là tiền bạc nó hơi có sự trong trên nhưng mà mình thấy các bạn có thể quản lý tốt được mọi thứ mọi việc một cách chu toàn và ngoài ra các bạn có được những thắng lợi có được những cái đỉnh cao gì đó trong sự nghiệp trong cuộc sống của mình và bạn sẽ có những cái hướng đi đúng đắn được ơn trên soi sáng dẫn dắt và bạn có được cái sự an toàn khi ngồi trên đôi cánh của các ngài và các ngài sẽ đưa bạn đến cái đích đến mà bạn cần wow <laughs> đến có một hồi điểm mà có sự gọi là vui vẻ tràn ngập nè wow các bạn có rất là nhiều những thông điệp liên quan đến hạnh phúc ở đây một số bạn sẽ đạt đến một cái sự trọn vẹn gì đó, có khả năng bạn có tới hai cái chiến thắng, hai cái thành công vang dội hoặc là một số bạn các bạn sẽ tiến đến hôn nhân. Hoặc là bạn uh, có khả năng là sẽ ăn mừng những cái buổi tiệc chiến thắng uh, vinh danh thành công, hoặc thậm chí có một số bạn có khả năng là đi hai cái đám cưới đó, ai đó mời đám mời đám cưới đó ừ. Ngoài ra các bạn sẽ có những cái buổi tiệc sum hợp gia đình người thân vui vẻ ấm áp hoặc là sẽ có những tin tức vô về nhà cửa ha. hoặc là đi ăn tiệc tân gia, tiệc uh, đầy tháng hơi no gì đó. Nói chung là mình thấy À, các bạn có nguồn tài chính, ha, sự an toàn, sự dưỡng chắc về tiền bạc hoặc sẽ có những sự gặp gỡ với những người thân ở nước ngoài, có sự đoàn tụ hoặc là có sự kết nối gắn bó với nhau ở đây. Một số bạn có khả năng là có những tin tức chiến thắng như là bạn gọi là được làm cho công ty nước ngoài, công ty ra quốc gia. À, hoặc là một vài bạn thì có thể là các bạn hoàn thành xong một cái ước mơ, nguyện vọng gì đó. À, hoặc là bạn có sự gọi là kết thúc xong những cái chuỗi ngày trì trệ, mệt mỏi, áp lực, chán nản, thất vọng. Thời ừ. điểm này có thể là các bạn cũng có những va vấp, có những khó khăn gì đó Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái mặt bằng chung của các bạn Không ảnh hưởng đến cái thành quả của các bạn đâu Nó chỉ sơ nó bị hơi bị gọi là chày trật một chút thôi Nhưng mà tất cả đều được bảo đảo, đảm bảo an toàn ừ. Bạn sẽ nâng cao được ý chí, sự cứng cỏi sự gọi là ngoan cường của mình Hoặc là một số bạn có khả năng được khai sáng Có những điều gì đó nó khai sáng các bạn Hoặc các bạn có khả năng có những cái chiến thắng bất ngờ À, hoặc là trong thời điểm này chạy xe cẩn thận để tránh những cái vấn đề như là va chạm à, và hãy cầu nguyện với các thiên thần nhiều hơn để các ngài có thể dẫn đưa các bạn đến cái điều phục vụ cho lợi ích tốt nhất của các bạn à, một số bạn có thể là ăn sinh nhật của các bạn chẳng hạn hoặc là các bạn có khả năng là đi dự sinh nhật của bạn bè vân vân à, hoặc là có một số bạn sẽ có tin tức vui về con cái chẳng hạn nói chung mình thấy các bạn có rất là nhiều những cái sự tích cực đó, những cái thành tựu, những cái sự rực sáng ha, hoặc là sức khỏe cũng được ổn định hơn. Ừ. Thấy một vài bạn các bạn sẽ có những cái lên kế hoạch với ý chung nhân của mình và tiến đến hôn nhân, hoặc có khả năng các bạn có sự gặp gỡ những người bạn hoặc là nâng cao được cái cộng đồng của mình, hoặc là có được cái sự gọi là thành tích cao gì đó trong sự nghiệp. Ừ giai đoạn gần cuối của nửa đầu tháng 3 là những cái giai đoạn mà các bạn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn thành tựu, ngập tràn cái sự rộn ràng. Hoặc là có những cái chuyến đi gì đó mà rất là ý nghĩa trong cuộc sống của các bạn. Ừ. Cho nên là các bạn khi ở trên cao các bạn cần phải tập trung và có sự gọi là bình tĩnh để mình không có bị rớt xuống nha. À, giữ cho mình cái sự khiêm tốn và khiêm nhường và có sự tỉnh táo để không có bị rơi vào những cái thao túng hoặc là những cái sự cạm bẫy à, từ người khác văng ra. Ừ. mình thấy bạn có đủ có sự khôn ngoan và sáng suốt à, để biết mình muốn gì cần gì và thực hiện như thế nào. hoặc một số bạn có khả năng hoàn thành xong những cái uh, chương trình thi cử liên quan đến uh, ngoại ngữ gì đó thì sẽ vẹn vàng. hoặc là các bạn có những cái gì gì đó mà liên quan đến yếu tố quốc tế thì có khả năng nó sẽ được hoàn thành sẽ được uh, xứng đáng hoặc sẽ được đón nhận vân vân. Ừ. bạn được là chính mình hoặc là có một vài bạn giảm cân thành công. <laughs> nếu như bạn đang gọi là thực hiện ừ. và bình tĩnh kiên nhẫn là điều các bạn cần ha. à có một số bạn có tình yêu, <laughs> một số bạn có khả năng có nhiều người tiến đến với các bạn hoặc là bạn gặp gỡ một ai đó thông qua một cái buổi tiệc hoặc là gia đình giới thiệu vân vân. thì việc của các bạn là hãy có sự gọi là xem cái người đó có đúng tiêu chuẩn với mình hay không. Ha? đúng tiêu chuẩn thì mình cho thời gian để tìm hiểu và có khả năng cao một số bạn sẽ gặp được ý trung nhân của mình trong thời điểm này Ừ. có thể họ ở xa là người nước ngoài hoặc các bạn sống hai quốc gia khác nhau. Ừ. Nói như vậy có một cái ly cảm xúc tình yêu đang được mang đến cho các bạn nè. Hoặc là có khả năng một số bạn sẽ nhận được món quà. À, hoặc là có sự gọi là được thưởng cho một cái chuyến đi công tác hoặc là một cái chuyến đi gọi là hội thảo à, hoặc là có sự kết nối với cộng đồng tập thể vân à, vân. Ừ. Mở ra cho bạn những chân trời mới những cái điều thú vị mới. Ừ. Một số bạn sẽ có sự trang trí nhà cửa trang hoàng lộng lẫy uh, để uh, tổ chức tiệc ha. vân vân à có một số bạn có thể là mua xe mới hoặc là giải quyết được những cái vấn đề nợ nần của mình ừ. bạn làm cái gì bạn cứ kiên nhẫn đi vì bởi vì mình thấy bạn sẽ đạt tới thành công lớn kiên nhẫn kiên trì và lên kế hoạch rõ ràng chính xác ừ. và có sự tin tưởng ơn trên bởi vì các ngài có khả năng sẽ lăn xê các bạn giúp cho công việc của bạn nó trôi chảy nó thuận lợi hơn ha à. số bạn là trong cái thời điểm này có thể là các bạn cũng hơi bị mù mờ tâm trí lắm hoặc là các bạn cảm thấy mọi thứ nó có vẻ hơi gọi là mù mịt tâm tối <laughs> ở đây một số bạn chạy xe cẩn thận nha, như mình đã mách bảo các bạn rồi hãy cậy, chạy xe cẩn thận đường chạy nhanh quá đem theo giấy tờ đầy đủ à, phải biết bảo vệ bản thân mình và những người khác có à, thể là bạn đang cảm thấy bối rối cảm thấy nghi ngờ cảm thấy không hiểu cảm thấy có sự gọi là không an toàn gì đó à, thì chính những cái sự điều này nó khiến cho bạn cảm thấy trông trên đó cho nên các bạn cũng phải cân bằng Cầu xin ơn trên hỗ trợ dẫn dắt cho các bạn Để bạn không có bị sai đường Hoặc là bị gọi là um, lạc hố ha Kiểu vậy Đừng để nỗi sợ nó dẫn dắt Mà hãy tập trung vào những gì mình thực sự ưu tiên Bây giờ mình có nhiều nỗi sợ quá Nhưng mình hãy tập trung vào cái điều mình cần Lúc này đó là tiền bạc Thì mình phải lật ra kế hoạch Ừ mình phải làm gì để kiếm tiền à, Và mình phải thực hiện mọi bước ra sao Và hãy nghe nhạc truyền động lực nhiều hơn Để bạn nâng cao sức sống và tinh thần các bạn à. Các bạn để bản thân của mình ở trong cái trạng thái cứ mù mờ, cứ gọi là mù mịt, tâm tối hoặc là nghe nhạc buồn thì nó sẽ kéo cuộc sống của bạn đi xuống và khiến cho bạn không có được những hành động thiết thực để hai đổi hoàn cảnh của mình hoặc đạt đến cái thành công mà mình mong đợi nha. Ừ. Uống nước nhiều hơn. Giai đoạn này một số bạn hơi bị nhức đầu hoặc là bạn bị thiếu nước. Thiếu nước nó khiến cho đầu óc của mình nó tâm tối thực sự, mất khiến cho mình mất đi cái sự tỉnh táo và sáng suốt á. Cho nên hãy cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể để bạn có thể có một sức khỏe tốt tinh thần sảng khoái vui vẻ phấn chấn lạc quan yêu đời hoặc là thanh lọc cơ thể khỏi những cái chất cặn bã. Ha. Ngoài ra thì mình thấy là một số bạn um, hãy có niềm tin và hãy tin vào định mệnh tin vào số phận. Và hãy chấp nhận với tình huống diễn ra Hoặc chấp nhận những cái điều gì đó diễn ra trong cuộc sống của bạn Để bạn có thể gọi là đôi khi có những cái điều gì đó diễn ra Để đẩy bạn đến một cái giai đoạn thăng tiến Thành tựu hơn trong cuộc sống Giúp cho bạn có sự giác ngộ rõ ràng à. Cho nên hãy có một sự trân trọng bất kỳ những điều gì đang đến với các bạn à, Một số bạn ở đây thì mình thấy là Các bạn có được cái sự uh, Kinh nghiệm à uh, có được cái sự gọi là thăng ca thăng quan tiến chức hoặc là có được những cái sự gọi là thực hiện những dự án kinh doanh sự sáng tạo gì đó của các bạn thì cứ hoàn thành cứ thực hiện và bạn có khả năng sẽ tạo nên một cái nền tảng vững chắc và an toàn hoặc một số bạn như mình nói đón nhận nhà mới ha có nhà mới à... rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tù 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tù 3 để xem coi à, Điều tuyệt vời nào sẽ đến với bạn vào nửa đầu tháng 3 năm 2024 Và đây là những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tù 3 Các bạn tụi ba là những người sống tình cảm, nhân ái, ấm áp và tràn đầy sự yêu thương, biết quan tâm người khác. À, và các bạn là những người có khả năng làm ra tài chính rất là tốt đó. Ở đây mình thấy có thể là bạn đang có những cái điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình, những cơ hội, những kế hoạch, những sự khởi động, những uh, dự án gì đó đang được gọi là trổ sinh, nảy nở. Một số bạn có khả năng đang thu hút tiền tài, thu hút bạn bè, thu hút đồng nghiệp, thu hút cộng đồng đến với các bạn. À, ở đây mình thấy các bạn cũng rất là thân thiện hòa đồng ừ. có thể sắp có những buổi tiệc gì đó sẽ được diễn ra và các bạn có khả năng là đang rất là mong muốn thực hiện một cái điều gì đó hoặc đang mong muốn có một cái sự xâm hợp với người thân gia đình bạn bè ở đây hoặc là tình yêu các bạn đang gọi là phân dân giữa hai hướng đi hai con đường hai sự lựa chọn nào đó hoặc là đang cố gắng cân bằng tinh thần của mình đối mặt với vấn đề của mình để tìm ra những hướng giải quyết cho tương lai mình thấy có khả năng là các bạn đang bước vào cái giai đoạn làm chủ chính mình làm chủ những suy nghĩ những mong muốn của mình và nắm giữ cuộc đời của mình như vậy và đang có rất là nhiều những cái cơ hội mở ra cho nên các bạn cũng phải có một cái sự tỉnh táo xem xét xem cái điều nào thật sự phù hợp và tập trung vào điều đó để giúp cho nó có sự gọi là sinh sôi so và nảy nở ha. Rồi để mình xem coi uh, những điều tuyệt vời này sẽ đến với bạn trong giai đoạn nửa uh, đầu tháng 3 2024. Một số bạn còn đang do dự ngần ngại cái điều gì đó ha, đi tới đi lui mà chưa có thực hiện cái gì cả. Số bạn chọn luôn tụ 2, tụ 3 khá là đông. ở đây thì như mình nói đó các bạn đang ở sự bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn lưỡng lự và bạn không chắc chắn và thậm chí có thể bạn hơi sợ hãi nữa ừ, có thể là bạn đang ở trong cái trạng thái này hơi bị lâu rồi và bạn đang có một cái sự gọi là đang cân nhắc một cái hướng đi nghề nghiệp mới hoặc là một cái dự án sáng tạo hoặc là một cái lựa chọn đầu tư ừ, thì bạn có thể là đang tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục uh, cái giai đoạn này hay không hay là rời khỏi để tiếp tục một cái hướng đi mới hoặc là một số bạn có những cái sự bối rối, nghi ngờ bản thân của mình, hoặc là nghi ngờ mối quan hệ của mình, vân vân, có rất là nhiều điều khiến cho tâm trạng của bạn nó bị uh, trên vên và cái việc mà bạn sợ đưa ra các quyết định sai lầm khiến bạn không đưa ra được quyết định nào hết, uh, năng lượng của bạn nó bị trì trệ, bị kéo dài những cảm xúc và những kết quả cũ, thì đã đến lúc các bạn thoát khỏi những cái uh, trò chơi bập bên này và chọn cái hướng đi tiếp theo tốt nhất cho các bạn một số bạn ở đây đã từng trải qua những mất mát, ha, hoặc là mất đi mối quan hệ hoặc mất tình cảm gia đình vân vân hoặc là mất đi những cái khoản tài chính nào đó các bạn, ừ, hoặc là tài sản bị đánh cắp. Tuy nhiên thì điều quan trọng của bạn là phải giải quyết những khó khăn bằng cái sự bình tĩnh và sáng suốt với cái sự yêu thương bản thân. À, bạn có quyền để cho bản thân của mình có sự đau buồn nhưng mà hãy có một cái sự gọi là trút những cái nỗi buồn bã của mình vào nhật ký và khi mà bạn làm được như vậy thì bạn có được cái sự đảm bảo rằng bạn có được cái sự giải phóng năng lượng tiêu cực hãy hướng tới những cái hoạt động hỗ trợ hoặc là những cái người hỗ trợ những cái người sẽ giúp cho bạn có thể vượt qua à, và hãy để bản thân của mình có sự từ từ kiểm soát và tái lập cái sức mạnh cũng như cái sự bình yên trong tâm hồn hãy cho bản thân mình không gian thời gian và à, ơn trên sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn đến với các bạn ở đây có một vài bạn trong thời điểm này á uh, phải có sự bình tĩnh trong cái việc gọi là đầu tư ha, tránh đầu tư mạo hiểm để tránh thất thoát uh, thất thoát tài chính hoặc là có một số bạn nên cẩn thận uh, uh, có một cái sự nhẹ nhàng giao hòa với mọi người cân bằng trong mọi việc mọi cách xử lý uh, hoặc là giao tiếp ứng xử gì đó để tránh có những cái sự gọi là mất đi những mối quan hệ tốt hoặc là bảo vệ tài chính tài sản của mình thật là tốt để tránh bị gọi là thất thoát ha mình thấy là như vậy ừ. vào thời điểm này thì các bạn nên duy trì cái năng lượng hiện tại của bạn à, trong cái việc nỗ lực trong cái công việc của mình hoặc là những cái mối quan hệ gì đó của mình ừ. hãy có một cái sự gọi là điều đặn đi sâu bên trong để bản thân của mình có được những cái suy nghĩ đúng đắn và có sự rõ ràng Bây giờ có thể là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể thiền định, đọc sách hoặc là giao lưu với những người có cái năng lượng tích cực. Ha, hãy để bản thân của mình tập trung vào những cái hoạt động này và ưu tiên nó ngay bây giờ. Và ngoài ra thì một số bạn các bạn sắp có những cái sự thay đổi quan trọng. cho nên là các bạn cần phải duy trì cái sự cân bằng nội tâm nhiều nhất có thể. À một số bạn ở đây mình thấy các bạn có những cái sự tinh tế, khôn ngoan và có sự gọi là thấu suốt mọi điều cho nên đôi khi có những mất mát gì đó xảy ra với người khác nhưng mà bạn vẫn có khả năng giữ cho tình trạng của bạn nó có sự an toàn và ổn định nhất có thể. Ừ. Cho nên là bạn là một người có khả năng điều hướng hoặc là ừ, bảo vệ mọi thứ ha, một cách chu toàn à, khi mà mình có sự tỉnh táo, sáng suốt và thông minh à, và có sự gọi là tin tưởng vào cái trực giác ha, tiếng nói bên trong các bạn, sự hướng dẫn từ bên trong ngoài ra ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ có được cái sự xuất hiện của một người mang năng lượng nữ à, cái người này họ sẽ đến với cuộc sống của bạn để hỗ trợ và quan tâm và cũng như um, bạn sẽ có được cái sự gọi là ân cần và được cái sự hướng dẫn để bạn có thể đi đúng đường hoặc là giúp cho mình có sự cân bằng nội tâm họ sẽ làm tăng thêm tình yêu và sự ủng hộ xung quanh các bạn à, có thể đây là một cái người bạn một thành viên trong gia đình hoặc thậm chí là một cái mối quan hệ công việc À, sớm thôi họ sẽ xuất hiện với các bạn trong cái giai đoạn tháng 3 này à. hoặc là ở đây có một vài bạn mang năng lượng nam thì đây là một cái mối liên hệ lãng mạn à, trong tình cảm ừ. có thể là người mang năng lượng nữ này mang đến cho các bạn những cái sự gọi là yêu thương quan tâm chăm sóc hoặc là có một vài bạn thì đây chính là cái người sẽ làm mai cho các bạn chẳng hạn à đây các bạn cũng có cái thông điệp liên quan đến khái niệm partnership nè cho nên là có khả năng uh, cao là một số bạn sẽ có tình yêu hoặc là cái mối quan hệ của bạn nó có sự gắn bó sâu sắc hơn à. ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn sẽ có sự hợp tác sắp tới à, mang đến cho bạn những cảm xúc vui vẻ ừ. có thể một cái sự cam kết sâu sắc hơn trong tình yêu lãng mạn hoặc là một cái tình yêu hoàn toàn mới xuất hiện trong cuộc sống của bạn ừ. hoặc là một cái mối quan hệ hợp tác uh, bền vững trong công việc trong lĩnh vực kinh doanh mà bạn cảm thấy đam mê ừ, hoặc là có một cái thỏa thuận pháp lý nào đó dù năng lượng này ở dạng nào thì sự cộng hưởng tuyệt vời của sự chăm sóc sẽ ngày càng mở rộng trong cuộc sống của các bạn ha à. Ở thời điểm này sẽ có những cái người cố vấn tinh thần cho các bạn có thể là năng là những thành viên trong gia đình, những người bạn bè có sự gắn kết trở lại hoặc là ơn trên có sự hướng dẫn cho các bạn biết bạn phải đi theo hướng nào, có sự hỗ trợ bất tận luôn sẵn có cho các bạn ừ ngoài ra thì mình thấy là các bạn sẽ được mang đến cho bạn rất là nhiều những kiến thức cho nên đừng có đặt giới hạn cho kiến thức của mình à, bạn nên cởi mở học hỏi nhiều hơn à, khi mà bạn muốn tìm hiểu thì những kiến thức sẽ được mang đến cho các bạn một cách ngẫu nhiên nhất các bạn gia tăng được cái sự khôn ngoan à, và sự sâu sắc của mình và có thể là có một cái điều gì đó mà bạn đang rất là cần cái lời khuyên từ thần thánh đó, cho nên khi bạn cầu nguyện các ngài sẽ hỗ trợ các bạn à, cho bạn cái sự hướng dẫn Um, hoặc là có những cái vấn đề về chủ lành được diễn ra hãy có một cái sự sẵn sàng đón nhận những thông tin cần thiết cho các bạn theo những cách uh, um, bất ngờ à. ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có được cái sự gọi là phát triển rất là mạnh mẽ Và cái trực giác của các bạn và có khả năng gọi là dùng luật hấp dẫn của bạn nó có sự tăng cao ha. Um. Uh, bạn hãy có một cái sự gọi là tin vào trực giác của mình và bạn càng tin vào nó thì bạn càng có thể biết điều gì đó sẽ xảy ra với mình. Uhm. Không chỉ vậy mà bạn còn có thể có được những hiểu biết sâu sắc về những gì bạn cần làm ngay bây giờ để có thể xây dựng tương lai mà bạn mong muốn. Bạn có được cái sự sáng suốt để tạo ra cái tầm nhìn về điều mà bạn muốn và có khả năng tràn đầy năng lượng để biến nó thành hiện thực. À, bạn có khả năng thể hiện và đã đến lúc các bạn phải nghiêm túc thực hiện cái điều này rồi. Ngoài ra nếu như bạn đang nghĩ đến cái việc phát triển sự nghiệp hoặc là thiên hướng trong nghệ thuật của mình Ừ. thì các bạn đang được bật đèn xanh hoặc là trong cái giai đoạn gọi là um, tiên đoán những cái điều gì đó tương lai thì có khả năng là bạn sẽ có được những hướng dẫn đúng đắn đó Cái sức mạnh trực giác của bạn nó đang mở rộng rất là nhiều thì giờ bạn hãy cởi mở với những cái thông điệp mà bạn có thể nhận được một cái rõ ràng trong thời điểm này Và trong thời điểm này sẽ là cái thời điểm mà các bạn có sự tôn trọng và đánh giá cao bản thân hoặc bạn được nhận được những cái sự phản hồi tích cực uh, những cái sự tin tưởng từ mọi người dành cho các bạn. Ừ các bạn sẽ có được cái cảm giác hạnh phúc ừ. tìm ra những điều tốt đẹp nhất trong bản thân và trong mọi người và nâng cao được cái lòng tự trọng của bạn à, và những người khác họ cũng sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở các bạn nếu như ai đó họ đối xử thiếu tôn trọng với bạn thì giờ đây bạn có quyền họ yêu cầu họ có sự lịch sự hoặc là việc của các bạn là hãy có sự nâng cao cái lòng tôn nghiêm của mình trước những cái người tiêu cực như thế này bằng cách im lặng à, tránh mất thời gian với những người không phù hợp và trên thực tế thì cái năng lượng của lòng tự trọng là cách duy nhất để bạn có thể nhận được cái việc phản hồi từ vũ trụ về những gì mà bạn hằng mong đợi đó hãy có một cái sự tôn trọng bản thân của mình trong suy nghĩ và hành vi của các bạn à, và cách tiếp cận mạnh mẽ hàng ngày với những cái suy nghĩ tốt đẹp như vậy sẽ thể hiện được cái phẩm giá đáng tin cậy và cái sức mạnh đích thực à, và đây chính là những cái nguồn rung động à, giúp cho bạn có thể thu hút manifest địa bạn mong muốn đến với các bạn một cách chuẩn xác nhất và khi mà bạn có một cái sự thừa nhận chính mình ha, tôn trọng bản thân của mình thì cả thế giới này sẽ thừa nhận là các bạn đó. Những điều tuyệt vời này sẽ đến với bạn trong giai đoạn nửa uh, đầu tháng 3 2024. Như mình nói đó, trong thời điểm này các bạn cần phải biết chọn bạn mà chơi ha Hoặc là các bạn làm ăn với một ai đó hết sức cẩn thận và tỉnh táo Để tránh những người hai mặt có bảy kiếm cho nên là hết sức cẩn trọng để tránh bị lừa, bị lợi dụng à, Hoặc có những cái cuộc gọi lừa đảo gì đó Sẽ được à, thể thực hiện đó ừ. à, Hoặc là tránh để những người khác lôi kéo các bạn vào những hoạt động phi pháp Những hoạt động không tốt ha, cho bản thân của các bạn ừ. Tránh những sự mất mát cho bản thân của mình Hoặc là tìm kiếm lựa chọn người yêu Hết sức tỉnh táo để tránh bị lừa tiền Mất tiền ha, trong thời điểm này Ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật Trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 3, 2024 này Cho nên các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến sự thu hút Trở thành sự thật nè Ừ, dùng luật hấp dẫn thành công nè. tuy nhiên là các bạn cần phải thay đổi tư duy của các bạn, bởi vì có một số bạn các bạn uh, suy nghĩ uh, cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy tiêu cực, cảm thấy buồn bã, rồi các bạn có một cái sự lo lắng bất an, uh, rồi các bạn có sự đánh giá thấp bản thân của mình, hoặc bị người khác thao túng uh, cảm xúc tinh thần các bạn khi mà cảm thấy bị uh, uh, trì trệ đi xuống, thì bạn phải cắt đứt liền những cái uh, những cái ràng buộc tiêu cực đó, hãy luôn có sự biết ơn về những gì mình đang có À, bởi vì cái, những cái nguồn năng lượng biết ơn, trân trọng, à, tích cực, vui vẻ, lạc quan, khẳng định những giá trị tốt đẹp á, Thì bạn mới có khả năng gọi là biến ước mơ của mình trở thành sự thật Còn các bạn luôn ở trong trạng thái à, thiếu thốn, rồi à, sân si, rồi à, cảm thấy bất an, cảm thấy lo lắng Thì bạn chỉ toàn thu hút những điều đó đến với bạn nhiều hơn mà thôi ừ, Thời điểm này có khả năng có những cái người dân bẫy, nè, mời gọi hợp tác hoặc là có những cái điều gì đó À, hơi bị tiêu cực các bạn cần phải biết tỉnh táo để tránh vượt ra khỏi những điều này hoặc các bạn có khả năng sẽ được ơn trên bảo vệ các bạn ở trong cái vòng tròn an an toàn không có bị ảnh hưởng bởi những cái uh, điều phiền nhiễu này ha hồi số bạn ở đây các bạn có rất là nhiều những ý tưởng ha. ý tưởng đa dạng phong phú trong sự nghiệp của mình hoặc bạn có rất là nhiều điều bạn muốn muốn làm nhưng mà bạn hãy tập trung một thứ thôi các bạn gọi là bị phân tán nhiều quá các bạn tập trung vào nhiều thứ quá thì bạn rất là dễ ha à, mất thời gian mà chẳng làm được gì hết. cho nên đây là điểm mà phải sóc lại cái tinh thần của mình. À, thực tế hóa mọi thứ cụ thể hơn, chi tiết hơn, xem mình muốn gì, thực hiện như thế nào và con đường mình phải đi ra sao và um, hãy thực hiện trong âm thầm lặng lẽ, ha. tránh gọi là uh, bốc đồng uh, hoặc là có sự uh... nói trước bước không tới, ha kiểu vậy. nói chung là có gì mình cứ bình tĩnh mình làm, um, cố gắng phát triển bản thân của bạn đừng có đầu tư rủi ro hoặc là nghe ai đó mời gọi hợp tác gì đó mà khi các bạn bỏ tiền ra là khi các bạn bỏ tiền ra trước chuyển tiền trước hay gì đó là lừa đảo đó ừ. và bởi vì thời điểm này có thể là có rất là nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống cho nên các bạn cần phải biết tỉnh táo để bảo vệ mọi thứ của bạn ha một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ có được những cái công việc mới cơ hội mới gì đó đến với các bạn hoặc các bạn sẽ có được những cái sự chiến thắng thành công gì đó ở đây cho nên là hãy luôn tin tưởng bản thân của mình ha, các bạn có sáu gậy ừ. những cơ hội những cái điều gì đó đang mở ra tích cực tốt đẹp cho các bạn sẽ có những sự ăn mừng thắng lợi thành công à, nhưng mà cần phải vượt qua những cái vấn đề về cảm xúc về tinh thần hoặc là những cái vấn đề về cạm bẫy à, những cái à, Xa đà cám dỗ gì đó ha. hãy tránh xa nó và hãy có một sự gọi là tỉnh táo để không có bị kéo lui vào những cái hoạt động này có khả năng một số bạn sẽ có người yêu sẽ có sự ấm áp nhưng mà hãy biết chọn đúng tiêu chuẩn của mình để tránh gọi là sai người sai thời điểm Và một số bạn thậm chí khả năng sẽ trở thành vụt sáng trong một thời gian ngắn thôi Có khả năng các bạn sẽ nổi tiếng trong một thời gian ngắn Các bạn được mọi người biết tới, quan tâm, thừa nhận gì đó Thì hãy có một sự tận dụng lợi thế đó để mình ngày càng sáng hơn Chứ đừng để bản thân của mình trở nên tiêu cực Tự phụ, tự cao thì rất là dễ bị ngã ngựa nha nói chung là mình thấy có thể là cũng có những cái uh, cám dỗ hoặc có những cái thành tựu đang xen nhau ừ. việc của bạn là phải tỉnh táo cân bằng và tin vào trực giác của mình để biết mình phải đi theo hướng nào để giữ được cái sự an toàn trọn vẹn à, một số bạn ở đây sẽ nhận được thư tính thư từ điện tử vân vân. nói chung là có những cái thông tin tin tức gì đó được mang đến với các bạn yeah hoặc là những hợp đồng mới, những tin tức mới hay những cái sự giao tiếp gì đó mới. Ừ. Ngoài ra, một số bạn thì còn có cái sự gọi là du lịch chuyến đi, hành trình hoặc là những cơ hội những sự khám phá gì đó. À, đến với các bạn hoặc là bạn đến được cái đích đến nào đó bạn cần. Hoặc đạt được một cái điều nguyện vọng gì đó của các bạn. Mình thấy có tiền, có cơ hội, có sự cố gắng thì sẽ có được cái thành công thôi. À. Ngoài ra một số bạn phải có một sự gọi là đừng để bản thân của mình trở nên nóng giận ha, rồi bốc đồng, rồi gây chiến tranh bởi vì những nguồn năng lượng này nó sẽ khiến cho ước mơ của bạn nó không có thành hiện thực được. Cho nên bạn cần phải thực tế một chút, ừ. tránh đôi co cãi cọ hoặc là tránh để người khác thao túng bởi vì người ta có khả năng là muốn dìm hàng hoặc là muốn kéo bạn xuống. Việc của bạn là phải phớt lờ, bỏ lơ và tiếp tiếp tục tiến thẳng vào cuộc sống hành trình của mình thôi. Còn ai muốn mất thời gian với bạn thì kệ họ ha, đừng mất thời gian với họ là được rồi. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.